Cáo phó, gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin ca sĩ Vân Quang Long, tên thật Lê Quang Hiển, sinh ngày 26 tháng 9 năm 1979, từ trần lúc 0:30 ngày 29 tháng 12 năm 2020 tại Missouri, thành phố St. Louis, Hoa Kỳ, hưởng dương 41 tuổi. Chương trình tang lễ tại Hoa Kỳ, gia đình sẽ thông báo sau khi hoàn tất các thủ tục tại Hoa Kỳ. Chương trình thọ tang và tưởng niệm tại Việt Nam, lễ cầu siêu và thọ tang lúc 9:30 đến 10:40 ngày 1 tháng 1 năm 2021, lễ viếng lúc 10:45 đến 15 giờ ngày 1 tháng 1, địa điểm chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sẽ được truyền trực tiếp trên Facebook Thích Nhật Từ, Facebook của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc. Tang gia đồng kính báo, thân phụ Lê Quang Hiếu, thân mẫu Nhâm Thị Tư, Lê Thị Ái Vân, Phan Thị Ngọc Nhi, hiếu tử Lê Cát Kỳ, Lê Cát Hy, Lê Hê Lê.